không phải là con của tôi, mà là con của anh đó. Chị cứ giỡn, em trai Tâm chưa lấy vợ là sao có con được. Vậy anh nhìn xem mẹ của bé này anh có quen không? Mai ơi, anh Khang. Sao cô tới đây? Em tới dẫn bé My gặp anh. Bé My là con của anh đó. Nói gì vậy? Bao nhiêu năm không gặp, bây giờ giở một đứa bé cao trong nhộng như vậy. Nó là con của tôi, làm sao là thằng nào tin được. Mày giàu chứ đâu có ngu. Nè Khang, anh cẩn thận lời nói tí xíu, nhất là trước mặt trẻ con đó. Đại vệ sĩ, đưa bé My ra ngoài công viên chơi một chút xíu đi. Anh Khang, anh tin em đi. Thiệt đó, bé My là con của anh đó. Nói miệng thì ai không nói được. Cô bác đứa bé đã đi gặp bao nhiêu thằng rồi, thằng này không dễ bị lừa đâu nha. Anh xem thử kết quả xét nghiệm này đi. Ừ, ok. Có con thì sao chứ? Tính gài tôi để nhắm cái tài sản của tôi đúng không? Bao nhiêu lần ân ái với nhau, lúc nào tôi cũng ăn bao. Vậy mà bây giờ có con làm sao? Làm gì có cái gì tuyệt đối đâu anh. Em cũng đâu có muốn vậy. Nhưng mà khi chuyện nó xảy ra như vậy rồi thì em phải chấp nhận thôi. Khi mà em mới có thai bé My á, em cũng muốn tìm tới anh để gặp anh nói chuyện. Nhưng mà lúc đó anh không lời từ biệt. Anh nói chia tay xong anh đổi số, đổi sim, đổi nhà, đổi công việc luôn. Em không biết tìm anh ở đâu hết. Thôi thôi thôi, cô đừng có nói nữa. Bao nhiêu năm nay không có cha nó vẫn lớn thôi. Bây giờ nó lớn dẫn nó đây làm gì hả? Để đòi tiền tôi à? Hay sao? Cô đừng có giữ cái nét mặt khó khăn. Cái này là nét mặt tính toán. Tôi nói cho cô biết, ai đẻ thì người đó nuôi, tôi không có nuôi, ok? Anh nói như vậy, My cũng là con của anh mà. Tôi quyết như vậy đó, không liên quan gì tới tôi. Anh là đồ cố chạy mà. Còn cô là đồ vô liêm sỉ. Anh nhớ đó, anh nhớ những gì mà nói với tôi hôm nay đó. Đúng là đáng đời anh mà. Sự rất tiếc, hạ bộ của anh bị tổn thương rất nặng sau khi bị tấn công, nên dẫn tới gãy và không có cách nào có thể chữa trị được. Vậy có nghĩa là sao bác sĩ? Anh sẽ bị vô sinh và mất năng lực đàn ông vì sao? Chúng tôi thật xin lỗi vì không thể làm gì khác hơn được. Tại sao em khoác tay nó? Thì sao? Em nói gì vậy? Anh với em đang yêu nhau mà em nói thì sao là sao? Người yêu cũ thôi. Bây giờ anh Tiến đây mới là người yêu của tôi. Anh với em chưa hề chia tay mà. Em có đang tỉnh táo không vậy? Hả? Tôi rất là tỉnh táo. Chỉ có anh mới u mê đó. Thứ đàn ông không có năng lực như anh, không làm ăn được gì hết, thì còn giá trị gì không? Người như anh nên vào chùa mà ở, cho đỡ chật chội hơn. Nghe anh nói nè, anh rất là yêu em. Anh có kinh tế mà đúng không? Anh đang lo cho em mà đúng không Lan? Nhưng mà thứ tôi cần là một đứa con, một gia đình. Anh có cho được cho tôi không? Tiền nhiều để làm gì? Có chữa được cái bệnh vô sinh của anh không? Ê, tao nói mày nghe nè, tiền bạc của mày á
không có giải quyết được gì hết á. Tại tiền bạc của mày đâu có thể nào cho con cháu được đâu. Một đứa mà không gia đình, không con cái, mọi thứ thật là vô nghĩa. Tao mà như mày hả, tao đi lên rừng tao ở, tao không dám ở đây đâu, nhục lắm. Và sẵn tiện đây, Lan là người yêu của tao, từ giờ trở đi tao không muốn mày làm phiền tới hai đứa tao nữa. Nếu như mày tiếp tục làm phiền á thì đừng có trách tao. Đi em. Mình còn có con. Mình còn có con mà. Đại tiểu thư ơi, đại tiểu thư, đại tiểu thư ơi. Anh đến nhà tôi tìm tôi có chuyện gì? À, đại tiểu thư, có Mai ở đây không? Tôi muốn gặp Mai để nói chuyện. Anh muốn gặp Mai để nói gì? Tôi nhận ra mọi sai lầm của mình. Tôi muốn xin lỗi Mai và muốn bù đắp mọi thiệt thòi mà tôi đã gây ra cho Mai trong quá khứ. Anh nói thật chứ? Tôi nói thiệt á, tôi không dám nói dối trước mặt đại tiểu thư đâu. Mai, anh ấy nói là sẽ chăm sóc cả đời, cô thấy sao? Mai, Mai, anh nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Đáng lý anh không nên xóa số điện thoại và đổi công việc để em không tìm được anh rồi bây giờ. Em phải một mình nuôi con, anh xin lỗi em rất nhiều. Chứ không phải anh nói tôi giả nghèo giả khổ để lừa tài sản của anh hả? Bây giờ anh hối hận cái gì? Tại vì lúc đó em xuất hiện đột ngột quá. Cái anh không biết sao anh đang nói bậy bạ. Là tại anh đang nói bậy bạ, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi anh. Em bỏ qua cho anh nha. Mì, mì, mì. Con gọi ba đi con, ba này con. Ba. Mì ạ. Bây giờ con có ba rồi. Con có mẹ nữa. Chúng ta là một gia đình. Sau này á, ba hứa ba sẽ dẫn con đi học, rồi dẫn con đi sở thú nha. Con muốn không? Dạ muốn. Mà anh xin lỗi em nha. Hãy cho anh một cơ hội làm chồng, làm cha, để mình có một cái gia đình trọn vẹn nha em. Nếu anh còn cơ hội sinh con, anh còn cơ hội làm cha, vậy anh có còn quay lại bên mẹ con em không? Sao, sao anh biết là anh vô sinh? Chính tôi là người đã thuê bác sĩ nói với anh điều đó. Thật ra anh không hề bị vô sinh hay tổn thương hạ bộ. Sao? Có nghĩa là tất cả những gì bác sĩ nói đều là giả? Nếu mà tôi không nói như vậy thì làm sao anh có thể nhận ra được ai mới là người thật lòng bên cạnh anh khi anh có bệnh chứ? Ai là người sẵn sàng nuôi con của anh, chăm sóc con của anh, tìm kiếm anh bao lâu nay để mang con đến gặp anh? Khi còn trẻ, người ta thường nghĩ có tiền là có được tất cả. Nhưng khi mất đi sức khỏe rồi thì mới nhận ra được còn gia đình mới là còn tất cả. Lúc đầu khi mà nảy ra ý tưởng đó, Mai cũng đã nhất quyết ngăn cản tôi. Cô ấy không muốn tôi làm anh buồn hay tổn thương. Mặc dù anh là người đã làm tổn thương cô ấy, nhưng cô ấy không muốn tôi tổn thương ngược lại anh. Bây giờ tôi đã nói ra hết sự thật rồi. Anh không bị vô sinh, anh vẫn có thể sinh con được. Còn cuộc sống của anh, quyền quyết định của anh tự chọn lấy. Xin lỗi con nha, anh quyết định rồi. Bây giờ anh sẽ lo lắng cho hai mẹ con em.